Chỉ với tổng số vốn là 400 triệu đô la bỏ ra cho 5 tập phim, nhưng đã thu về hơn 3,3 tỷ đô la. Đây là doanh số của series phim gây sốt một thời, Twilight, tên tiếng Việt là Trạng Vạng. Bộ phim đầu tiên được ra mắt vào năm 2008 và phần cuối cùng trong loạt phim The Twilight Saga được phát hành vào năm 2012. Dựa trên loạt sách ăn khách của Stephenie Meyer, loạt phim đã chuyển thể thế giới ma cà rồng trừu tượng từ trong tiểu thuyết lên màn ảnh rộng, với những câu chuyện độc đáo, mới lạ, thu hút không ít người hâm mộ đã phải lòng với loạt phim này. Không chỉ nội dung, series phim thành công vang dội còn nhờ vào dàn diễn viên nổi bật với cặp nam nữ chính Robert Pattinson, Kristen Stewart và anh người sói nam thần Taylor Lautner. Đã hơn một thập kỷ trôi qua, cuộc đời và sự nghiệp của họ sau loạt phim này ra sao? Có thoát khỏi cái bóng quá lớn của Trạng Vạng hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong video này. Trước khi bước vào video, đừng quên ấn vào nút like và follow để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Robert Pattinson. Giờ đây, những nhân vật từng xuất hiện trong Twilight ngày nào đều đã thay đổi so với 16 năm trước. Trạng Vạng không phải là loạt phim đầu tiên khiến Robert Pattinson được chú ý đến. Trước đó vào năm 2005, anh đã từng khiến người xem khóc cười với nhân vật Cedric Diggory trong Harry Potter, loạt phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Nhan sắc và diễn xuất của Robert Pattinson chỉ thực sự khiến khán giả điêu đứng với vai chàng Macaron lạnh lùng, điển trai Edward. Tuy nhiên, nếu là fan của anh chàng này thì ai cũng biết là Robert ghét nhân vật của mình đến như thế nào. Nên suốt nhiều năm sau bộ phim này, anh luôn cố gắng để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Edward. Anh đã phải trăn trở rất nhiều để tìm cho mình hướng đi mới sau khi bộ phim kết thúc. Và Robert đã chứng minh cho cả thế giới thấy mình là một nghệ sĩ có tài năng như thế nào bằng mảng phim độc lập và kinh phí thấp. Vai diễn đầu tiên sau Twilight của anh nhận được những lời khen có cánh bởi khả năng lột tả nội tâm nhân vật đến bất ngờ. Robert dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho những vai diễn có chuyển biến tâm lý phức tạp. Thậm chí là để vào vai trong bộ The Lost City of Z, anh đã phải nuôi bộ râu rất dài và phải giảm gần 20kg. Tới năm 2019, giới bộ điệu một lần nữa ngả mũ thán phục trước màn thể hiện được coi là xuất sắc nhất của Robert từ trước đến nay trong The Lighthouse. Sau đó, Robert chuyển hướng sang đóng những phim bom tấn cực khó nhằn như năm 2020 là Tenet và đặc biệt là vai diễn Bruce Wayne trong The Batman trong năm 2022. Nhận được nhiều phản hồi tích cực và tạo được dấu ấn riêng trong vai diễn kinh điển này. Sắp tới, anh còn thử thách mình với thể loại khoa học viễn tưởng trong bộ phim Mickey 17 dự kiến ra mắt đầu năm 2025. Những cống hiến của Robert dành cho nghệ thuật đủ để làm ấm lòng giới phê bình. Có người còn gọi anh là diễn viên nhiệt huyết nhất thời điểm hiện tại. Về đời tư, anh khá kín tiếng trước công chúng. Ngoài chuyện tình tốn rất nhiều giấy mực với Kristen Stewart hậu Twilight, anh còn từng đính hôn với FKA Twigs khi hẹn hò được hơn 2 năm, nhưng sau đó lại hủy hôn vào năm 2017. Sau đó, anh hẹn hò với người mẫu Suki Waterhouse vào năm 2018. Gần đây, cả hai làm dấy lên tin đồn đính hôn sau khi Waterhouse bị phát hiện đeo một chiếc nhẫn trên tay trái. Kristen Stewart. Cùng với Robert Pattinson, cái tên Kristen Stewart đã lớn lên cùng với thương hiệu Twilight, bắt đầu xuất hiện trước công chúng vào năm 8 tuổi. Nhưng chỉ thực sự nổi tiếng khi vào vai cô nàng Bella, yêu say đắm chàng Macaron Edward. Với Kristen, vai diễn trong Trạng Vạng chắc chắn là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của cô cho đến thời điểm hiện tại. Song song với việc thực hiện 5 phần phim Twilight, trong giai đoạn này, mỗi năm cô đều xuất hiện trong khoảng 3 đến 4 bộ phim. Sự miệt mài ấy được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu nữ diễn viên có thù lao cao nhất trong nhiều năm. Cô đã tìm kiếm các vai diễn đa dạng và thách thức, từ những vai diễn trong các bộ phim độc lập đến các dự án lớn của Hollywood. Một trong những dự án đáng chú ý sau Twilight của Kristen Stewart là bộ phim Snow White and the Huntsman năm 2012, trong đó cô đóng vai nàng công chúa Snow White. Dù bộ phim nhận được đánh giá không nhất quán từ các nhà phê bình, nhưng Kristen Stewart vẫn nhận được lời khen về diễn xuất của mình và được xem là một phần quan trọng trong thành công thương mại của bộ phim. Ngoài ra, cô còn tham gia vào nhiều dự án độc lập và nghệ thuật, nơi cô có cơ hội thể hiện sự đa dạng và sự sáng tạo của mình. Vai diễn trong Clouds of Souls Maria 2014 giúp cô trở thành nữ diễn viên Mỹ đầu tiên thắng giải César, được xem như là Oscar của Pháp. Một bộ phim gây tiếng vang khác là Still Alice 2014, Personal Shopper 2016 đã giúp cô khẳng định được khả năng diễn xuất đa chiều của mình. Năm 2021, cô đã tham gia vào dự án Spencer, một bộ phim tập trung vào cuộc sống của công nương Diana của xứ Wales. Vai diễn này đã mang lại cho Kristen Stewart nhiều lời khen ngợi từ cả giới phê bình và các khán giả, và cô được đề cử giải Oscar cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn này.
Tuy sự nghiệp diễn xuất của cô tương đối ổn định, nhưng đời sống của Kristen lại cực kỳ nhiều drama. Từ những năm đầu sự nghiệp, Kristen đã trở thành đề tài bàn tán khi bước vào cuộc tình với Robert Pattinson. Tuy nhiên, vào năm 2012, khi phần cuối của Twilight vừa kết thúc, cũng là lúc phim Snow White and the Huntsman của Kristen ra rạp, cô bị bắt gặp tay trong tay với đạo diễn của bộ phim, một người đã có vợ, khiến ông bị vợ đâm đơn kiện ra tòa. Sự việc làm cho Kristen làm tâm điểm của sự chỉ trích, khiến tinh thần của cô sa sút nghiêm trọng. Năm 2017, cô tuyên bố mình là bisexual và chẳng quan tâm đến lời đồn thổi mọi người dành cho bản thân. Sau khi chia tay tài tử Robert Pattinson, mỹ nhân 34 tuổi đã trải qua nhiều mối tình đồng giới với những phụ nữ khác. Hiện tại thì cô đã đính hôn với biên kịch Dylan Meyer và tính đến chuyện kết hôn. Taylor Lautner. Với vẻ ngoài nam tính, vóc dáng vạm vỡ, chuẩn tám múi cùng với giọng nói trầm ấm của mình, dễ hiểu vì sao người sói Taylor Lautner trở thành một trong những crush đời đầu của chị em. Sau sự thành công của loạt phim Twilight, Taylor Lautner đã tiếp tục khám phá sự nghiệp diễn xuất của mình trong nhiều dự án khác nhau. Tuy nhiên, không may mắn như là các đồng nghiệp của mình, anh đã gặp khá nhiều thách thức trong việc định hình lại hình ảnh của mình và tìm kiếm các vai diễn phù hợp. Một số dự án đáng chú ý mà Taylor Lautner đã tham gia sau Twilight bao gồm việc đóng vai chính trong bộ phim hành động Abduction năm 2011. Dù bộ phim này không đạt được sự thành công lớn mặc cho nỗ lực của anh, thất bại thê thảm của Abduction khiến ngôi sao trẻ mất tên ở nhiều dự án bom tấn. Anh xuất hiện ít ỏi trong các bộ phim từ hài đến hành động, rồi lại trở về với tình cảm. Từ ngôi sao tuổi teen nhận được thù lao cao nhất Hollywood, Taylor trở thành nỗi thất vọng phòng vé với những tác phẩm bị chê lên chê xuống. Lần cuối anh xuất hiện trên màn ảnh là trong phim Run the Tide vào năm 2016. Giờ đây, anh vắng bóng khỏi Hollywood và dường như quyết định rời xa hẳn hào quang showbiz. Sự nổi tiếng của Taylor đã giảm đi đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao. Anh vẫn còn là một diễn viên và người nổi tiếng, nhưng không còn là cái tên được nhắc đến nhiều trong các dự án lớn hoặc là trên các mặt báo nhiều như trước. So với trước đây, đời tư của Taylor đã yên ả hơn rất nhiều. Trước khi đến với người vợ hiện tại, tình trường của Taylor Lautner khá phức tạp. Anh từng có mối quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ Taylor Swift. Mối quan hệ này không kéo dài, họ chia tay ít lâu sau khi công khai. Sau đó anh bắt đầu hẹn hò với bạn diễn trong Abduction, Lily Collins vào năm 2010. Tuy nhiên, họ đã chia tay vào năm 2011. Chuyện tình với người vợ hiện tại giúp Taylor trở nên chín chắn và hạnh phúc hơn. Vợ của anh, Taylor Doom, không làm việc trong làng giải trí, cũng không làm công việc nghệ thuật. Cô đơn giản là một y tá kiêm YouTuber. Nhìn lại dàn cast Twilight, có thể thấy là Robert Pattinson là người giữ được phong độ ổn định nhất và đang là ngôi sao sáng giá nhất nhì Hollywood. Sự nghiệp của anh rộng mở hơn bất kỳ diễn viên nào trong phim trạng vạng, bởi anh không chỉ điển trai mà còn có sự nhiệt huyết nỗ lực trong từng vai diễn, kinh nghiệm diễn xuất ở đa dạng các thể loại. Tiếc nuối nhất là Taylor, khi anh đánh mất hào quang của chính mình và rút khỏi showbiz, nhưng nhờ vậy thì anh lại đang có cuộc sống hạnh phúc và yên ổn bên người vợ của mình. Ở cái tuổi đôi mươi khi chúng ta còn đang chênh vênh về tương lai, thì dàn diễn viên trẻ của Twilight đều đã đạt đến đỉnh cao của sự nổi tiếng và thu nhập cá nhân. Trong dàn diễn viên ngày ấy, ai là thần tượng của các bạn? Hãy để lại comment ở phía bên dưới để cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên ấn vào nút like và theo dõi để đón xem những video mới nhất về những điều hay ho về cuộc sống xung quanh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.